Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cuốn sách Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ. Đây là cuốn sách rất là hay. Cuốn sách mình đang cầm trên tay đây là cái ấn bản mới nhất, xuất bản tháng 10 năm 2014. Như bạn thấy, cuốn sách được in rất là trang trọng và đẹp. Mình sẽ bóc tem cuốn sách này cho các bạn xem bên trong nó như thế nào. Đây là cái cuốn sách mà vẫn còn nguyên cái bao giấy bóng bọc bên ngoài. Mình sẽ lấy cái cuốn mà mình đã bóc cái giấy bóng ra rồi để giới thiệu với các bạn. Đây là cuốn mà mình sau khi mình bóc giấy bóng ra. Cuốn sách này thì được in với 4 màu chính. Các bạn nhìn rất là đẹp. Trên chất lượng giấy rất là đẹp và trang trọng. Mỗi bài thì đều có các cái sơ đồ tiếp cận rất là hay, giúp cho chúng ta có một cách, những cái thái độ và kỹ năng tiếp cận ban đầu rất là tốt. Cuốn sách này thì mình nghĩ là rất cần thiết với tất cả các bác sĩ lâm sàng. Dù làm ở chuyên ngành nào thì những cái thái độ và xử trí cấp cứu ban đầu thì đều rất là cần thiết. Sách này thì hiện nhà xuất bản Trẻ giữ độc quyền phát hành với giá là 520.000. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể đặt sách ở đường link cuối video với giá ưu đãi. Các bạn có thể xem thêm cái bài viết mình giới thiệu về cuốn sách này ở link cuối bài viết, cuối cái video này. Cảm ơn các bạn.